Mấy chưa xin được gửi lời chào đến tới tất cả quý cô chú anh chị em đang xem kênh Việt Mỹ Channel. Đây là chương trình thời sự và tin tức đất nước Hoa Kỳ do Ray Trường Quý thực hiện. Và kính thưa quý vị, hiện tại những ai đang ở bên Cali thì không biết là quý vị có biết cái điều này chưa, đó là ông thống đốc của tiểu bang Cali, đó là ông Gavin Newsom và người thị trưởng mayor của Los Angeles, California hiện tại đang bị lên án rầm rộ. Vì sao? Tại vì hai người này, kính thưa quý vị, đi tham gia trong một cái buổi game, một cái buổi chơi game tại SoFi Stadium, thì người này đã chụp hình với một người celebrity, những người thể thao, những người celebrity thể thao ha, thì thấy rằng là ông Gavin Newsom và bà thị trưởng của Los Angeles không có đeo mask. Thì vấn đề ở đây đó, ủa hai người này không đeo mask thì tại sao bị lên án? Tại vì kính thưa quý vị, ở tiểu bang Cali và tiểu bang New York họ rất khó và rất nghiêm ngặt về thủ tục đeo mask. Đặc biệt các em đi học ở trường học bắt buộc phải đeo mask ở trong trường, khi ăn thì uống thì mở ra nhưng mà tất cả mọi thứ phải đóng lại. Rồi khi mà nói đến cái cuộc thể thao ngoài trời, những cái tiểu bang khác đó thì không sao cả, mọi người có thể là không đeo mask. Nhưng đặc biệt là ở tiểu bang California và ở chỗ cái stadium này luôn, họ có một cái luật lệ, đó là những người nào khi mà tham gia cái game này tuy là ngoài trời nhưng vẫn phải đeo mask. Đây mới là một cái điều người ta lên án. Tại vì quý vị biết là ở một cái đất nước tự do, dân làm chủ, và những người chính trị gia là những người phục vụ cho người dân. Chính vì vậy khi mà những người chính trị gia đưa ra những cái đạo luật hoặc đưa ra những cái luật thì các ông các bà phải noi gương làm trước. Ví dụ như các người kêu người ta chích ngừa thì các người phải xăng tay áo lên để mà chích ngừa trước, đúng không ạ? Thì điều này thì đặc biệt thì Hoa Kỳ chúng ta thấy rằng là những người chính trị gia, ví dụ như là Joe Biden hay là bà Nancy Pelosi, họ vén tay áo lên để mà chích trước cho dân chúng thấy rằng khi tôi kêu các bạn chích thì tôi là người đi chích trước. Thì bây giờ đồng thời cũng y như vậy luôn, có nghĩa là các người bắt buộc những ai tham gia cái game đó phải đeo mask thì quý vị cũng phải là người đeo mask. Nhưng mà đằng này thì ông Gavin Newsom không có đeo mask, ok? Thì cũng may là đất nước Hoa Kỳ đa nguyên đa đảng. Người senator là người thượng nghị sĩ Melissa Melendez của đảng Cộng hòa, dĩ nhiên rồi, thì bà đã lấy những cái hình này và bà đã lên tiếng. Tất cả những trẻ em đi học ở trường thì bắt buộc phải đeo khẩu trang mỗi ngày ở trong trường như vậy. All day, nguyên một cái ngày dài như vậy. All day long, nguyên một ngày dài ở trong trường. Có thể một ngày nào đó họ sẽ trở thành một người thống đốc hay là một người thị trưởng ở LA và họ không cần phải theo những cái luật lệ mà chính họ đưa ra nữa. Đó, thì quý vị thấy như thế nào? Suy nghĩ như thế nào? Nói chung nghĩ bà này nói đúng, đúng không? Tại vì các người là những người chính trị gia, các người là những người đưa ra cái luật này mà bắt người ta phải đeo mask mà. Thì bây giờ tại sao các người không đeo mask? Ủa, các người là người đưa ra luật rồi, các người đè chồm hổm lên ngồi lên trên luật như vậy hay sao? Và đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước dân làm chủ mà, chứ đâu phải là một cái đất nước cộng sản đâu. Mà tại sao các người kêu người ta làm rồi đã thì các người không làm? Giống như ông Phạm Minh Chính đó quý vị, những ai mà theo dõi tình hình ở Việt Nam, ông Phạm Minh Chính giống y luôn. Ông bắt buộc người dân đi ra đường phải đeo mask, bắt buộc khi mà tụ tập đám đông thì phải đeo mask, đeo khẩu trang. Chính bản thân ông Phạm Minh Chính lại là người không đeo mask, thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Đó là cái cách hành xử của đảng Cộng sản. Chính vì vậy mà những người dân ở Cali hiện tại họ cũng lên án cái điều này. Dĩ nhiên là những người nào mà theo đảng Cộng hòa hay là những người nào đứng trung lập thì họ lên tiếng, họ phản ánh. Dĩ nhiên những người nào mà thuộc về là đứng bên đảng Dân Chủ hoặc là họ chỉ nghiêng về đảng Dân Chủ, không cần biết đúng hay sai, thì họ vẫn nói cái này bình thường mà, đâu có sao đâu, họ đâu có lên án. Đó thì đó là một cái góc nhìn khác của những người nào mà binh cho đảng Dân Chủ ha. Rồi, kính thưa quý vị, bên cạnh đó, một người cựu thống đốc ở tiểu bang
New York là ông Gavin Newsom. Quý vị nhớ nhân vật này không? À, đây là một người trong lịch sử của Hoa Kỳ, ông bị cáo buộc và lên án nhiều nhất về vấn nạn là dê gái. Ok, đã có rất là nhiều người đã lên án, phản ảnh việc ổng là cứ gặp gái là ốm, gặp gái là hung, gặp gái là bắt tay, hoặc là những người nhân viên của ông thì ông có những cái lời thả mồi đó, thì ông bị lên án. Và vấn đề ổng có bị kết tội hay không thì trong thời gian qua họ chưa có chính thức nói rằng ổng có bị kết tội hay không. Nhưng một điều chúng ta biết là vì dư luận quá nhiều cho nên bắt buộc là ông Cuomo ổng phải từ chức và ổng không còn làm thống đốc ở bên New York được nữa. Có nghĩa là cái sự nghiệp chính trị của ổng bị tiêu tan ở bên New York. Nhưng mà về pháp luật thì ổng có bị trừng trị hay không? Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai người tổng trưởng lý ở tiểu bang New York đã có lên tiếng nói rằng họ đóng cuộc điều tra, đóng cuộc điều tra về tình trạng bị khiếu nại về chuyện tình dục thế này ha. Tại vì họ nói rằng không có đủ những chứng cứ hẳn hoi, là legal basic sufficient, không có đầy đủ để cáo buộc hoặc là xử tội cái người này. Tại vì những gì lên án thì chúng ta thấy rồi là bị lên án, nhưng mà còn bằng chứng hẳn hoi để chứng minh rằng ông này ổng có thật sự, thí dụ như ổng hiếp dâm đi ví dụ vậy, thì ổng bị kết tội. Nhưng đằng này thì chỉ bị mát là ổng có những cái hành vi sàm sỡ rồi làm người ta khó chịu vân vân, cho nên là không có đủ chứng cứ, cho nên là họ đóng cái hồ sơ này lại và họ không tiếp tục điều tra và kết tội ổng nữa. Ok, rồi dĩ nhiên Rachel chỉ muốn chia sẻ cập nhật cho quý vị để quý vị biết được trong tình trạng ví dụ như mình cảm thấy bị một người nào đó làm cho mình cảm thấy khó chịu, hay là những lời thả dê ví dụ vậy, thì những cáo buộc như vậy không có đủ để kết tội một người đó. Thì theo, dựa theo những gì xảy ra của ông thống đốc Cuomo nha. Rồi, bên cạnh đó, kính thưa quý vị, một bản tin khác, đó là ông thủ tướng ở bên nước Canada, Prime Minister ở bên Canada, đó là ông Justin Trudeau. Rachel actually thích ông này nè, thấy ông đẹp trai. Thấy ông đẹp trai thì tất cả mọi người suy nghĩ như thế nào? Ok, nhưng mà ông Justin Trudeau này, kính thưa quý vị, trong ngày thứ hai thì ông có đăng ở trên trang Twitter của mình rằng là ông và gia đình của ông gồm những như là có 3 đứa con của ông cũng bị test, cũng bị nhiễm COVID luôn ha. This morning, sáng nay thì tôi đã test COVID-19 và tôi bị positive. Hiện tại thì tôi cảm thấy vẫn khỏe, vẫn bình thường. Tôi vẫn làm việc remotely, là tôi làm việc qua mạng trong tuần này, và tôi sẽ làm theo chỉ định của Public Health Guidelines. Và tất cả mọi người làm ơn please chích ngừa và get booster shot. Mà quý vị biết á, chính ông Justin Trudeau, ông là người cũng đã chích ngừa rồi, ông chích ngừa 2 mũi rồi và ông cũng chích mũi thứ 3, mũi bổ sung, nhưng mà khi nhiễm thì nó vẫn nhiễm thôi. Mà điều này thì chính bản thân của Rachel cũng thấy nữa, chính người bạn của mình luôn là đã chích 2 mũi rồi và đã chích thêm mũi booster nữa nhưng mà vẫn nhiễm nha. Và người này đã nhiễm một lần rồi đó và đã chích ngừa luôn, vẫn nhiễm thêm lần thứ hai. Cho nên là bây giờ thật ra luôn mình cũng không biết đâu quý vị, khi mà tới lúc nhiễm đã nhiễm à. Nhưng mà theo cái chỗ thấy thì người nào chích ngừa thì nó được nhẹ hơn thôi đó, nhưng mà chứ tới lúc nhiễm thì nhiễm thôi. Thôi dù sao cũng cầu mong sự bình an đến với ông và gia đình ông, tại vì Rachel thích và trân quý những người chính trị gia ở những quốc gia được có cái sự tự do, văn minh và dân chủ. Rachel trân trọng những người này, cho nên là chúng ta hãy cầu nguyện. Chứ còn quý vị thấy là ở đất nước Việt Nam, những người mà chính trị gia của Cộng sản, khi mà người nào mà qua đời một cái, cộng đồng mạng nói chung tin vui Rachel ơi. Ông bộ trưởng hay là ông chủ tịch ở An Giang, ông chủ tịch ở Kiên Giang, hay là một người nào đó ở trong bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà chết một cái là cộng đồng mạng nói chung và dân người Việt Nam người ta cũng gọi đây là cái tin mừng. Ủa ta sao kỳ vậy ta? Sao cái
những người mà đang cầm quyền thì phải họ phải suy nghĩ lại là họ ăn ở làm sao để khi mà họ có vấn nạn một cái là dân chúng là oh yes liền. Tại sao vậy? Cho nên là đừng chỉ trách là người dân ở Việt Nam và cộng đồng hải ngoại nói chung và nói riêng nha, nhưng mà phải tự hỏi lại mình ở đất nước Việt Nam bị ở dưới một cái thể chế như thế nào mà những người chính trị gia khi gặp nạn, những người nào ví dụ như thời của Nguyễn Phú Trọng bị stroke, bị tai biến thì mọi người lại chúc mừng. Và nói chung còn nghe nữa là đầu năm nay năm 2022 thì nhiều người cũng chúc Tết cho ông Nguyễn Phú Trọng là đi luôn, đi bấm mối luôn. Thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Còn đối với Rachel thì nghĩ rằng khi mà một đất nước ở dưới một cái chế độ độc tài, tuy là người dân không nói được thôi, nhưng không có ai phục cả. Chính vì vậy mà những người đảng viên khi mà có chuyện thì dân còn đốt nhang, còn cảm ơn và họ còn cầu nguyện cho cái điều đó xảy ra hơn nữa. Một cái video ngắn, nhanh, gọn lẹ thôi để mà cập nhật cho quý vị ha. Và trước đó thì Rachel cũng có nói về một cái video trước đây khoảng chừng 2 tiếng thì quý vị thấy là Bắc Triều Tiên họ vào ngày Chủ nhật thì họ đã bắn cái đạn đạo hạt nhân đầu tiên để họ thử và dự tính rằng cái tầm cỡ của cái đạn đạo hạt nhân này mà có thể bắn qua đến Guam của Hoa Kỳ, một US military base, một cái base của quân đội của Hoa Kỳ ở đó. Thì đó là một cái sự cũng đáng lo ngại đó quý vị. Mọi người suy nghĩ như thế nào đó? Thì chính quyền ông Joe Biden hiện tại chưa lên tiếng về vấn đề này và chưa có đưa ra một cái chính sách hay là một nói gì về vấn đề này hết. Với chủ nghĩ rằng hiện tại mọi người đang nhức đầu về tình hình căng thẳng ở Nga và Ukraine. Tại vì khi mà nếu như chiến tranh ở Nga thực sự xảy ra thì Hoa Kỳ cũng phải vào cuộc. Tại vì Hoa Kỳ là nói chung là Nga đánh vào Ukraine thì trong đó là có Hoa Kỳ rồi. Cho nên là vừa quân đội vừa tiền lực và những vũ khí về chiến tranh thì Hoa Kỳ bắt buộc phải tham gia rồi. Cho nên mọi người cũng đang hoang mang và cũng đang theo dõi rất là sát về tình hình của Nga. Có thể là vì vậy cho nên là chuyện Bắc Hàn thử hạt nhân cho nên là họ im trong cái thời gian này. Và Bắc Hàn họ cũng biết được quý vị, họ biết cái điều đó cho nên thành ra là họ tận dụng cái thời gian này để mà họ làm những cái điều mà họ cần làm, đó là thử hạt nhân. Rồi trong những ngày qua Rachel cũng thấy luôn cái người đại diện cho bên Trung Quốc, người ngoại giao của bên Trung Quốc cũng lên tiếng nói rằng là họ ủng hộ bên Nga. Thì quý vị biết rồi, khối cộng sản mà họ ủng hộ cho nhau. Hay dạ, rồi kính thưa quý vị, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Rachel trong cái video này. Rachel xin hẹn quý vị lại trong chương trình ngày mai. Xin chào tạm biệt. Bye bye, love you.